xin được cái cây cây lan rất là đẹp nha các bạn. Lan này chắc là lan hồ điệp gì đó không biết nữa. Thấy chú kia chiều đi về, đi lên về thấy chú kia cầm 4-5 cây gì đó, rồi hai ba người xin lại xin, rồi cuối cùng là mình xin được một cây này đó nè. Cái gốc nó rất là đẹp nè, ý là nó nhỏ thôi nhưng mà cũng được. Rồi chiều rồi chạy xe Honda xong rồi cái này giờ nó héo héo nè, gió quá, gió nó dập quá giờ nó héo héo rồi đó. Mà dưới đây nhìn rất là tươi nè, đã không đó. Nhưng giờ cái này giờ không biết đem đi đâu đây, nguyên cái cành luôn á các bạn, nguyên cái cành này nè, nhưng mà không biết là sao người ta cho lấy về á, xong rồi xin chú đó, xin chú đó lấy hình như là 4-5 cây gì luôn á, 4-5 cây mà có 2-3 cây gì là màu tím không, còn 2 cây là màu trắng tím này. Đó, nhìn cũng đẹp quá ha, đó màu trắng tím. Thì nói chung là mình cũng không có thích hoa lắm, thì giờ xin về cho chị hai thích trồng này kia đó đó. Nhìn đẹp ghê luôn nha. Bây giờ cái này không biết treo ở đâu đây nè, cái gốc cũng bự lắm nè, cái lá cũng bự nè các bạn, cái lá cũng bự. Em cầm cái cây này về múc đi bên. Cầm cái cây này về múc coi, cầm cái gốc á để nó gãy á. Cầm cái này nè, cầm lên coi, cầm lên luôn, cầm lên úp úp coi coi đẹp không. Thôi đây nè, để xuống đây nè, để xuống, để xuống đất nè. Đó, nhìn đã không các bạn, nhìn đẹp không các bạn nè, thấy cái bông nè đó. Đó đã không, ngồi không đói hay sao kìa, ngồi nổi không? Đâu bưng lên trước khoe bằng ngoại coi đi, bưng lên trước. Đi từ từ thôi đó, từ từ nha đó. Đó bông gì đã không đó. Em cũng vậy, đẹp quá đã gì chứ. Con đá banh nha, đá banh hả? Ơi để đâu không được, để đâu không được, thì để đâu vậy ta? Ai đem bỏ rồi mà lấy rồi. Xin này biết cái ông kia ông đem về, ông đem bo cuốn cây gì á, chứ xin nào ông. Đó, nhìn đã gì à? Đó đây là đi mua miếng rồi sao? Để con cầm con chạy về để trước gió đó, xong rồi chắc nó bị gió xong rồi nó héo đó nè. Nha coi, quay đây cái này coi coi. Nhìn đã không? Nó rồi đi trước rồi coi con, đi trước nữa, đi ra đây. Đó, ngoại chiều nào cũng tập thể dục hết á, ngồi xuống đó, nhìn đã không đó, ngồi xuống đây nè, ngay chỗ này nè. Phụ nữ nào nè, ngồi xuống con, ngồi xuống coi, ngồi xuống coi đó. Đó nhìn đẹp không các bạn, nó cũng bự lắm á nha, cháu mình cầm nè, cháu mình cầm mà nó ngồi vậy nè cũng thấy được nè ha, đó rất là đẹp luôn. Ok rồi, được rồi đó, bà ngoại tập thể dục rồi. Ok mình đi vô nhà rồi, bye bye đi, bye bye chưa, bye bye hết đi vậy.